Tại ngã ba Tân Hoa vải thì cảm giác nhiều hơn đấy, nhưng mà không nhiều bằng mọi hôm thôi. Chốt giá 11 này, 11.000 một cân. Hàng tàu không vào được ạ. Yeah. 12k. Giá 11 à? Giá 12 đấy nhỉ? Ờ rồi. Giá 12.000. Hôm nay mua nhiều không em? 20 tấn à? Hàng này giá bao nhiêu em? Đi đi ra ra luôn. 17k. Biết tay rồi. Ok nhá. Ở phía trong này mua rất là đông các bác nhé. Đông và đang tắc đường một chút đây này. Vừa đóng cửa vừa các thứ nữa. Đây còn những sò Thanh Hà đẹp này. Giá bao nhiêu? 6 đi. 6 luôn. Nếu còn cân còn đánh tiếp chứ nữa. Chốt 16 hả anh? 16.000. Đẹp nhỉ? Của anh vẫn còn Thanh Hà cơ à? Vẫn còn Thanh Hà vườn đó. Còn 3 chiếc đó. Ôi trời, nhiều quá nhỉ? Hàng xe cóc, xe tăng bò. Mùa rất là đông. Ở phía trong này là kim sơn ra đấy nhé. Kim sơn ra rồi khu Vạn Phú, Tân Hoa xuống. Rất rất nhiều vải. Hàng này bao nhiêu rồi chưa bán này? 13. 13 chưa bán à? Rất nhiều vải luôn nhé. Chất hàng ô tô một các bác ạ. Các bác miền Nam ăn vải không? Nói thật là các bác thì chỉ có mua ở phía trong đó hàng đóng đá ăn thôi nhé. Rất nhiều bác bảo là gửi được vào trong nhưng mà thực ra là không gửi được anh chị nhé. Xa gửi vào đến nơi thì hỏng mất. Vào đến nơi thì miền Nam nó hơi xa nên là các anh chị thông cảm. Mời các anh chị ăn qua màn ảnh nhỏ thôi, thưởng thức qua màn ảnh nhỏ thôi nhé. Bao nhiêu rồi gọi đòi mang về sấy anh? Chả 11 á? 11 vẫn chưa bán mà đòi mang về sấy đây. Nhà có lo hả? Ờ thế thì đúng là nhất mình không sợ rồi đúng không? Hôm nay cảm giác vải cũng không bằng đông bằng mấy hôm các bác ạ. Rất là nhẹ, rất là nặng. Được bao nhiêu anh? 10 mấy? 16 à? Đấy. Hàng tăng bo. Xe cóc thì cũng có là cũng có xe ô tô người ta tăng bo về điểm khác người ta đóng nhé, hoặc cũng có cái xe người ta đi chợ ấy. Được. Em thử xem cái giá được bao nhiêu anh? 15k. Vâng. 15.000. Xe người ta tăng bo về. Đấy, phía trong này còn rất nhiều điểm mua, điểm cân xe cóc anh chị ạ. Đường 279 nhiều lắm. Phải nói là vải ở trên này vẫn còn tươi và rất nhiều. Có anh còn nhiều không? 2-3 tấn nữa. Dạ, giá bao nhiêu rồi anh? 14 à? 14 chưa bán đây đúng không? Vâng, 14 chưa bán đây. Đấy, rất nhiều xe cóc. Của anh em được bao nhiêu rồi? Đang giảm 13 anh ạ. Đang giảm 13, vẫn chưa bán, vẫn đang lưỡng lự đây. Đấy mà các anh chị phía ra phía ngoài nhé. Ra phía ngoài lên phía trên để dịch xem là giá cả thế nào nhé. Hàng toàn 13, 14, cao nhất 15, 10.
là Tân Hoa này còn rất nhiều vải luôn đấy. Các xe cóc, rồi thì các cửa cân. Vải này bao nhiêu đây anh? Vải này bao nhiêu đấy? Bao nhiêu? 10.000 à? 10k đó. Ra phía ngoài tiếp nhé. Chất xe 10.000 một cân đấy. Ngoài Ngã Ba này thì vẫn còn so với mọi hôm thì cảm thấy rất là ít vải hơn các bác ạ. Thằng này thì mấy ca anh em? Rồi 10.000. Nói chung là hôm nay cái giá vải sẽ tầm 10.000, 9.000 trở lên các bác nhé. 9-10.000. Của anh này được bao nhiêu? Của ông này à? À đấy. Được bao nhiêu anh ơi? Mười mấy? 14 à? Vải 14 to ghê nhỉ? 14 ca. Của chị được mười mấy? 13. Của anh được mười mấy đấy? 15 à? Em thử xem phiếu nào. Có phiếu không? Em thử nhìn phiếu qua không này. $15k này các bác. Đây anh ơi. 15. Đấy chặt đi. Ủa anh em được mười mấy rồi? 12 chưa bán à? Đây để em đi qua đây cái. Tháng này được mười mấy anh em? Chả mười mấy rồi anh? Chả 11 rồi. Chả 11 à? Nhưng mà... Bán được nhiều chưa? Tháng này của anh bao nhiêu anh? Bao nhiêu ạ? 10.000 à? 10k. Nói chung là ở cái tốc độ 10-11 các bác nhé. 10-11k. Và vải ít hơn. Ra đây được mười mấy rồi em? Ra 11 rồi anh. Ra 11 à? Hàng này của anh được bao nhiêu?
11 thôi. 11 à? Vâng. Hàng 10, 11 ca. Ở phía trên này cũng tương đối là thưa các bác nhé. Các cửa chân vải trên đây này còn nhiều lắm. Có anh được mười mấy đấy? 11 á? À 11. Đây là tất cả soạn đây đều 11 giá hết, 11 hết các bác ạ. Rồi anh em được mười mấy? Đây là 16. 16 à? 16 chưa bán à? Hôm nay cảm thấy rất là ít vải và khó mua. Có mẹ là giá thì nó dao động ở trên này thì thường thường là 11, 12 đến hàng đẹp hơn tí là 16. Đấy, đây gửi đến các anh chị một chút cái tình hình mua bán vải tại Cá Pa Tân Hoa các bác nhé. Hàng này được bao nhiêu anh? Dạ, 10 úp soạt à? 15. 15 rồi, đang đòi 15 rồi đấy. Giảm 10 trong cái đoạn. Thật, làm gì có 10 ở đây à? Người ta còn đang làm đòi 15 các bác ạ. Đấy. Đấy, việc trả là việc trả thôi, nhưng mà còn quan trọng người ta bán. Người ta đang đòi 15 đấy, đừng trả 10 có ạ. Để trả 10 thì người ta không. Đấy, vải đây vẫn còn đấy, như toàn trên 10, 12, 13, 14, 15 đấy. Đấy, thì gửi đến anh chị một chút cái tình hình mua ăn vải tại Ngã Ba Tân Hoa các bác nhé. Vải không nhiều, giá thì cả mức độ giữ là nó nhích lên một tí các bác nhé, nhích lên một tí. Đấy thì cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.